Việt Nam đang đàm phán với tập đoàn Semcorp của Singapore để xây dựng một đường dây truyền tải điện ngầm giữa hai nước, chính phủ Việt Nam cho biết hôm 10 tháng 2. Đây được xem là một trong những dự án năng lượng tái tạo của Việt Nam với mục tiêu phát triển điện gió để xuất khẩu sang Singapore. Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Semcorp của Singapore, Tho Hân Tan, vào ngày 10 tháng 2 nói, Ông và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã trao đổi về việc Việt Nam có thể cung cấp 4.000 MW điện cho Singapore thông qua việc đầu tư xây dựng đường dây truyền tải điện Việt Nam-Singapore trên Biển Đông, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Tại cuộc gặp, đại diện của Semcorp bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của chính phủ Việt Nam đối với kế hoạch hợp tác giữa Semcorp và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC nhằm phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore theo tuổi trẻ. Tập đoàn này cho biết sẽ đẩy mạnh các hoạt động tại Việt Nam, nhưng đồng thời cũng nêu một số kiến nghị về sửa đổi điều chỉnh luật đất đai. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam của Semcorp và cam kết hỗ trợ giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Cuộc gặp đã dẫn đến thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa PTSC và công ty Semcorp Utilities về xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore, vẫn theo tuổi trẻ. Trong một tuyên bố riêng, Petro Việt Nam cho biết thỏa thuận này sẽ mở đường cho các công ty phát triển các trang trại gió với tổng công suất 2,3 GW vào năm 2030.